Mến chào quý cô chú ha, nay tiếp tục quay trở lại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, đến nhà của Nguyễn Hân, có một số hoa mẫu đơn tiếp tục giao lưu tới toàn thể quý cô chú nha. Nay toàn cây cao đẹp hơn quý cô chú ơi. Rồi chào Hân. Dạ kính chào quý cô chú anh chị, kính chào kênh Hết TV ha. Hôm nay nhà vườn Hân Nguyễn con nằm ở Tông Phú, xã Tông Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp. Số điện thoại của con là 0704636733, cũng là số Zalo của con ha. Hôm nay con cũng có về nhiều mặt hàng để phục vụ cho quý cô chú anh chị gần xa ha. Cơ mã đầu tiên là con xin giao lưu là một cây đỏ lá nhỏ hơn thân già cao nha. Rồi. Form trồng bo luôn quý cô chú. Dạ. Cây cao 1m25. Tán ngang 75. Thốt thân. Thốt thân 68 cm. Một cốt ở đây 12.5 tới 12 ha. Rồi. Một cốt sạch nha quý cô chú, lên form tàn đẹp ha. Quá trời tàn nó mịn nha. Tàn gần do luôn. Dạ. Tàn mịn. Rồi giá mã số luôn. Dạ cây mã số 0 là con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 600 ngàn một cây, con bao sống bao xếp ha. Rồi. Dòng lá nhỏ mà khó khăn cao gì cũng khó làm ha. Chậm lớn. Dạ. Tiếp theo mã số 1. Tiếp theo là mã 1 là cũng là một cây đỏ lá nhỏ, cây cao 1m2. Cán ngang là 65. Cây này cứ hôm tàn tròn. Hốt thân là 67 cm. Một cốt 10 quanh. Một cốt sạch luôn ha. Dạ, thẳng đứng nhiệt cơ. Tàn tròn do luôn quý cô chú. Rồi giá luôn. Dạ, cây mã số 1 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 600 ngàn một cây, con bao sống bao ship luôn hả? Rồi. Dạ, tiếp theo con lên mã số 2. Cũng là một cây đỏ lá nhỏ. Cây lắc nhẹ. Cây mã số 2 là 1m25. Tán ngang là 80. Giờ chơi tông một cốt thoát thân thoáng vậy nè quý chú. Rất là đẹp ha. Thoát thân là 45 cm. Một cốt 11.5 tới 11 ạ. Thân lắc nhẹ. Dạ thân lắc nhẹ. Tàn tròn. Rồi giá luôn. Dạ cây mã số 2 là con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 550 ngàn một cây, con bao sống bao ship luôn. Dạ tiếp theo là cây số 3 cũng là cây đỏ lá nhỏ. Dạ cây cao là 1m15. Tán ngang là 55. Lô này rất là già quý cô chú. Khó khăn là 66 cm. Hàng này hàng khai thác ha. Dạ. Một cốt 10 quanh. Cái này 9.5 nè chứ không được 10 nè. 9 nè. Trên em này là 10 nè. Nhưng dạ, mình đo ngay vị trí này 9 nè. Xay xay cái form. Form dạ, rất là tròn quý cô chú. Lên kẹo quá phải chân. Rồi giá luôn. Dạ cây mã số 3 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 450 ngàn ha, con bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị hết à. Rồi tiếp theo. Dạ tiếp theo là mã số 4 là con lên một cặp Mỹ vàng chanh. Gần 2 cây quý cô chú. Dạ gần 2 cây một cặp. Cặp rất là cân luôn. Đồng trạng ha. Một cốt thoát thân cao. Dạ cây cao là 1m1 nha. Khó khăn là 65. Bị vàng chanh màu hoa còn tươi quý chú. Tán ngang 65, khó khăn 60. Một cốt này là 656 đi. Rồi. Báo chuẩn để cho khách về. Dạ, báo có dư ha. Dạ có dư. Dạ, hoa Mỹ vàng chanh rất là tươi quý chú. Rồi giá cặp này luôn 2 cây. Dạ cặp này mã số 4 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 750 ngàn một cặp, con bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị luôn. Rồi. Ai cũng mua lẻ thôi, khách lẻ luôn ha. Rồi. Tiếp theo mã số 5. Dạ tiếp theo mã số 5 cũng là một cặp Mỹ vàng chanh. Cây tổng chiều cao là 1m1. Tán ngang 55. Đặc biệt có cây này quý cô chú, tay cành nó lên đóng đặc chùm luôn. Cây bên đây thì tay cành lực. Khó khăn là 60. Một cốt này 56 luôn nên nè. Rồi. Cái này có đế trơn nha quý cô chú. Dạ. Cặp rồi. Mã số 5 này con cũng xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 750 ngàn một cặp, con bao sống bao xếp luôn ạ. À. Rồi. Tiếp theo mã số 6. Tiếp theo mã số 6 cũng là một cặp Mỹ vàng chanh luôn ạ. À. Form rất là đều hoa lên. Cây cao là 1m05. Tán ngang 65. Khó khăn 64 cm.
Quanh này cũng dao động cỡ 5-6 một cốt sạch luôn quý cô chú. Tay cành nóng gơm Mỹ vàng chanh. Rồi giá cặp này luôn. Giá cặp mã số 6 thì con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 750.000 một cặp ạ. Rồi. Tiếp theo mã số 7 là một cặp vàng hường rọc đỏ. Dạ, tiếp theo mã số 7 là một cặp vàng hường rọc đỏ ạ. Hoa này mới nở quý chú. Khi mà hoa già lên đậm. Cây cao 1m1. Lô này bơm đàn cũng đẹp nha. Đáng nghe là 70. Vàng hường đỏ hay chạy sập nhẹ. Ba chuẩn là vàng hường được đỏ thôi, tại để trong mát. Này mình thường về trong mát. Dạ. Khó khăn là 56 cm một cốt 67 thì anh ơi. Rồi. Đặc biệt cái tông này đẹp quý chú. Gồm. Rồi giá luôn. Dạ cặp mã số 7 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 700.000 một cặp ạ. À. Rồi. Đó, cô chú anh chị có mua lẻ có tách lẻ luôn nha. Cô chú chơi một cây thì cứ liên hệ ha. Tiếp theo. Mã số 7. Dạ tiếp theo mã số 7 là một cây vàng lá chung. Vàng ta. Form rất là tròn. Cây cao là 1m25. Tán ngang 85. Mà hoa rất là tươi nha. Khó khăn 53 cm. Cây này rất là già quý cô chú, mà rất là khỏe luôn, rễ ra nè. Một cốt 17, rưỡi tính 17 á. Tí xíu nó 18 à. Dạ. Đo ngay vị trí này quý chú. Đây cây này nguyên một cái bệ ha. Bệ nó chặt ra. Rễ nó ra. Một cây cốt sạch. Cây lắm hả? Rồi giá luôn. Dạ cây mã số 8 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 750.000 một cây, không bao sống bao ship ạ. Tiếp theo là cây mã số 9. Một cây đỏ lá trung. Là một cây đỏ lá trung. Cây này cao mét mét rưỡi đi anh ơi. Rưỡi 6 gì. Hoa rất đẹp, cây này rất là già, form rất là tròn. Tới ngang 90 đi. Thôi chị hai cho quý cô chú anh chị tại em đo không tới. Cây này đo không tới luôn. Khó khăn là 82 cm. Cây này nguyên cây nồi quá xá luôn. Một cốt 11 hoành. Vị trí eo là 11. Nguyên cái nồi. Này là cục thịt nạc. Nguyên cục thịt nạc của nó là 37 à. Gãy gà trắng hết trơn quý cô chú. Rồi. 37. Cây rất là sạch nha, rất là thoáng quý cô chú. Quá trời, cây này cơm nó đẹp đó. Rồi giá luôn. Dạ cây mã số 9 này con xin cho lưu với cô chú anh chị là 750.000 một cây à. Rồi. Dạ tiếp theo mã số 10 cũng là một cây đỏ lá chung luôn. Hai cây này cũng hơi na ná nhau ha. Dạ. Đỏ lá chung, đỏ hường hoặc là hồng hường, đỏ đối màu miền Nam quý cô chú. Cây này cao 1,5 đi anh. Rồi. Đáng ngang 90. Form rất là đều, cây rất già luôn. Khó khăn 72. Và neo 10 quá. Cây vị trí nhỏ nhất của quý chú. 10 đi anh ơi. 10, nguyên cục thịt nạc nữa. Nguyên cục thịt nạc này 36. Rồi, đây, để gà trắng chừng, cây rất là khỏe quý chú ơi. Rồi giá luôn. Dạ cây mã số 10 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 750.000 ạ. Dạ tiếp theo là cây số 11 là cây Mỹ Cam. Cây này cũng già cây nha quý cô chú. Hoa lên nè. Mỹ Cam cũng đỏ. Dạ cây tổng chiều cao là 1m. Form rất là tròn ha. Tán ngang là 75. Form rất là đều. Khó khăn là 35. Tay cành cũng gơm luôn. Hoành thân ở đây là 12 rưỡi tính 12 ha. Rồi, đo nghe vị trí đó ha. Dạ. Ở dưới là 20. Ở dưới là 20. Này còn khai thác được nha quý chú, còn sâu. Thân rất là lực ha. Dạ, thân lực. Rồi, giá luôn. Dạ, cây mã số 11 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 450.000 một cây ha. Tiếp theo là mã số 12 là một cây chen sen xưa. Sen xưa. Cây tổng chiều cao là 1m1. Tán ngang 65. Một cốt tàn tròn quý cô chú. Khó khăn 33 cm. Một cốt 11 rửa tới 11 cây này có đế nha quý chú, nhưng mà giữ tàn không có khui nha. Nguyên cục thịt nạc ở dưới này một tay nè. Một cốt sạch. Trang sang xưa. Rồi giá luôn. Dạ cây mã số 12 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 450.000 một cây ạ. À. Tiếp theo là mã 13 là cũng là một cây trang sang xưa. Dòng này cái tán là bao đẹp luôn. Cái độ sai hoa của nó quý cô chú biết rồi, mỗi lần lên đợt hoa một cái là cực kỳ luôn.
cái búp như cái hoa mũ vậy đó. Tổng chiều cao 1m1. Tới nhà em 75. Phôm tàn rất là tròn nha, rất là đặc. Hốt thân 25cm. Cái này thân lắc nhẹ. Một cốc 10 hoành nha. Rồi, ngay vị trí đó là 10 hoành. Đo nới dưới này tạo cỡ 12 nha quý chú. Này còn khui được nữa nha. Rồi, giá luôn. Dạ, con tin giao lưu với quý chú anh chị là mã 13 này là 450 ngàn ạ. Tiếp theo mã 14 cũng là một cây trang sơn xưa. Cây nào cây nấy cũng có củ, có đế hết nha quý cô chú. Cây này cũng thân lắc nhẹ và cây này cái đế đẹp nha quý chú. Cây tổng chiều cao là 1m1. Tán ngang là 70. Hoa nó cánh tròn rất là đẹp luôn. Có thân 24 cm. Lá đọt non ra xanh mướt. Một cốt 10 hoành. Hoành cũ là 23. Đây có cái ghế nè, cái đế này nó ngoằn qua nè. Cây này dáng thú nha quý chú. Nẹo quá vậy nè. Rồi giá luôn. Dạ, cây mã số 14 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 450 ngàn luôn ạ. Tiếp theo mã 15. Vẫn là trang sang xưa. Một cây trang sang xưa. Cây tàn là cứng lên. Cứng đít luôn nha quý cô chú anh chị. Đặc biệt cái cây này thì cái lá nó hơi khác cái lá kia ha. Lá nó hơi dũm mò mò. Dạ, cây tổng chiều cao là 1m05. Tán ngang 65. Khó khăn là 18cm. Cây này cũng chưa khui đế nha. Ghế trạc cả tới đây. Một cốt 10 hoành. Rồi. Dạ, cây này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 400 ngàn một cây à. Rồi. Con bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị luôn. Tiếp theo, dạ, tiếp theo là mã 16 là một cây ngũ sắc 5 màu. Phôi là Mỹ Hồng nha quý chú. Chính là Mỹ Hồng. Dạ, cây tổng chiều cao là 1m05. Cây thuần chậu luôn. Tán ngang là 85. Này Mỹ Hồng. Có thân 43cm. Mỹ Hồng là 1 nè, trắng lá trung là 2 nè, tím sen là 3 nè, vàng ta là 4 nè. Em bao chuẩn là hàng 5 màu trở lên. Mỹ cam là 5 nè. Không, nhưng mà 5 màu, nhưng mà tính của mình đếm có thể là hơn 5 màu, nhưng tính 5 màu thôi. Khó khăn là 45, một cốt này 8 đi anh ơi. Cây này nằm dáng nằm đế ha. Dạ. Này chưa khui vô quý chú, trên chậu rễ ra trắng hết trơn rồi. Hàng này hàng thường chậu à. Rồi giá luôn. Dạ, cây mã số 16 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 550 ngàn một cây ha, ngũ sắc 5 màu. Tiếp theo là cây mã số 17 cũng là một cây ngũ sắc 5 màu. Cây này cái phơm tàn nó gom nha quý chú. Dạ, cây tổng chiều cao 1m. Tán ngang 70. Khó khăn 45cm. Một cốc này 8 luôn đi anh, 78 đi. Rồi, 78 có dạ. Dư, một cốc sạch. Mỹ Hồng là chủ đạo nha quý chú. Vàng ta nè. Tím sen lá trung nè. Trắng lá trung, nói chung là trên 5 màu tính 5 màu. Rồi giá luôn. Dạ, cây mã số 17 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 550 ngàn ạ. Theo là mã 18 là cây ngũ sắc 5 màu, cũng là cây ngũ sắc 5 màu mà lá nhỏ ha. Rồi, dòng lá thái. Dạ, cây cao là 65. Tán ngang là 55. Này cái phôi là hồng phấn thái 3 màu nha quý chú, 1 nè. Này vàng cam lá sắn nè, đỏ nè, hồng phấn nè. Thấy bốn trắng, rồi trang tim. Rồi cam cà rốt. Rồi có vàng nữa. Nói chung là tạ nó đếm sơ sơ tập 7-8 màu á. Dạ, mà em bao chuẩn là 5 màu ha. Hoành này cũng cỡ 5 đi. Dạ. Đế nào quý chú, ghế ra trắng hết trơn. Rồi dạ, giá luôn. Cây mã số 18 này con xin giao lưu với quý chú anh chị là 450 ngàn một cây, cũng bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị luôn ạ. À. Rồi. Tiếp theo mã 19 cũng là một cây ngũ sắc 5 màu. Cái này ghép rất là kỳ công nha quý chú. Dạ, cây cao này là 75. Tán ngang là 45. Tím sen nè. Cam lá xoắn, đỏ tim nè, đỏ lá tim, nè. Vàng, trắng là ở đây nè, mới rụng. Rồi. Dạ, cây mã 19 này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 450 ngàn. Cây này quanh 56 rễ ra trắng trơn quý chú, sống khỏe. Rồi dạ. Xuống cây luôn. Dạ, tiếp theo là mã 20. Cũng là một cây 5 màu luôn ạ. Đặc biệt cái màu đỏ nó rất là nổi ha, những cái màu nó chọi với nhau. Dạ, cây tổng chiều cao là 65. Tán ngang 40. Hoành này cũng 56 luôn quý chú ơi. Dạ, 56. Rễ nó ra nè. Này về quý chú mình chỉ nhóng lên là mình đặt xuống bồn hoặc là mình thay cái chậu khác thôi, vô phân à. Rồi giá luôn. Dạ, cây
mã số 20 này con cũng xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 450.000 một cây luôn ạ. À. Tiếp theo mã số 21 Mỹ tím. Mỹ tím quý chú cây đặc biệt thần chậu nha. Dạ. Trên chậu. Tiếp theo là mã 21 là cây Mỹ tím thần chậu ạ. Cây tổng chiều cao là 1m20. Tán ngang là 70. Hớt hăng 34 xem một cốc này năm đi. Rồi, cây trên chậu nha quý chú, dạ. Nguyên trên chậu nha. Này về quý chú mình muốn tàn đặt mình về mình con xương lại ha. Đợt sau nó nhảy trời rất là mạnh luôn. Rồi giá luôn. Dạ, cây mã số 21 thì con xin Zalo với quý cô chú anh chị là 350.000 một cây, con bao sống mà xếp luôn ạ. Tiếp theo là mã 22, cũng là một cây Mỹ tím thơm Cà Mau. Cây cao 1m2 đi anh. Tới ngang 70 luôn ạ. Hớt hăng 40 cm. 4 tấc. Cây này cũng nằm trên chậu luôn nha. Và đặc biệt quý cô chú mình về trồng khỏe mình khui lên cái đế có đế nha. Dạ. Rồi giá luôn. Dạ, cây này con xin giao luôn quý cô chú anh chị là 350.000 một cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 23 là con lên một cây phôi vàng. Phôi trang vàng lá nhỏ quý chú. À. Nó già mà nó nứt da me chân luôn rồi. Dạ, cây già xù xì hết nha quý cô chú anh chị. Hàng này chơi bonsai là hết ý. Cái tổng chiều cao là 30. Hoành thân 20 rưỡi, tính 20 rồi. Rồi tí xíu nó 21 rồi. Đo dạ. Có trừ hao hết, có đế chưa nha. Chưa khui nha quý chú. Còn già nứt da me nè. Rồi dạ, giá luôn. Nhỏ mà nứt như vậy nè. Dạ, cây mã 23 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 450.000 một cây ạ. Tiếp theo là mã 24. Cũng là một cây phôi vàng lá nhỏ ha. Cây này dáng trực rất đẹp ha. Dạ. Cây tổng chiều cao 30. Hoành thân này 21 nè. Rồi. Cây này cũng đế chưa khui nha quý chú. À. Rồi giá luôn. Dạ. Cây 24 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 450.000 một cây luôn ạ. À. Tiếp theo là mã 25, cũng là một cây vàng lá nhỏ. Lô này già nứt tới cành luôn. Tổng chiều cao là 36 ạ. À. Hoành thân 19 nè. À. Rồi. Cây này quý chú mình về mình có thể đặt dán bay bay vẫn được nha. Tại dạ. Vì cái bộ nồi đế nó nằm bên đây nè. Cây bao già nha quý cô chú anh chị. Rồi giá luôn. Mã 25 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 450.000 một cây luôn ạ. À. Dạ, tiếp theo là một cây mã 26, cây hơi lắc nhẹ. Trực lắc. Dạ, trực lắc nhẹ. Cây rất là duyên quý cô chú. Dạ, cây tổng chiều cao 40. Đây Quỳnh 18. Mình em 18, à, mình chưa khui nha, khui dưới này mình đo có thể hơn nhưng mà đâu vị trí em. Rồi giá luôn. Dạ, cây mã số 26 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 450.000 luôn ạ. À. Tiếp theo là mã 27. Phôi trang vàng mà nó già nứt da me luôn quý chú. Dạ. Cây cũng hơi lắc nhẹ. Cây tổng chiều cao 40. Quỳnh thân ở đây 21 rồi anh. Này bỏ tay cành rất khéo ha. Dạ. Rồi, vành 21 này cái đế còn sâu. Bỏ tay cành. Cây già xù xì hết trơn à. Rồi giá luôn. Dạ, cây mã 27 này con xin giao lưu với cô chú anh chị là 450.000 luôn ạ. À. Tiếp theo là mã 28. Một cây dáng chụp tăng đa. Đó, cây tổng chiều cao 30. Thân tàn là 25. Hoành thân là 20. Rồi, rễ gà là quý chú lên trên thân luôn nè. Rồi giá luôn. Dạ, cây mã số 28 này con cũng xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 450.000 một cây ạ. À. Tiếp theo. Dạ, tiếp theo mã 29 là một cây vàng lá nhỏ luôn. Đó, cây này cây phơm dáng bao đẹp luôn ạ. À. Cây tổng chiều cao 30. Vị trí nhà hoành thân ở đây là 16 rưỡi tính 16 ạ. À. Rồi, cây này có cái nồi ha. Dạ. Cây này nồi đế là 30. Rồi. Đế nồi nào quý chú lên da me mà đen luôn. Rồi giá luôn. Dạ, cây mã số 29 này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 450.000 một cây ạ. À. Tiếp theo là mã 30. Dạ, nó kéo lên tới thân trên. Dạ, cây cao là 30. Quỳnh thân đây 16 rưỡi ạ. À. Rồi, đi. Đâu dưới đây là còn hơn nữa nha quý cô chú anh chị. Rồi đó, giá luôn. Cây mã 30 này con cũng xin giao lưu với cô chú anh chị là 450.000 một cây ạ. À. Tiếp theo mã 31.
vẫn là một phôi trang vàng lá nhỏ. Dạ, vẫn là một cây phôi trang vàng lá nhỏ. Dạ, cây tổng chiều cao là 55. Dạ, cây này nó y chang như cây me luôn quý chú. Quỳnh Hân là 23 anh. Rồi, đế này chưa xịt, chưa làm gì chân nha quý cô chú. Cây rất là già luôn. Rồi, giá luôn. Dạ, mã 31 nè, con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 450 ngàn một cây luôn ha. Rồi. Cảm ơn phóng bao xếp cho quý cô chú anh chị ạ. À. Tiếp theo, mã số 32. Dạ, một tiếp theo cây, mã 32 là con xin lên một cây đỏ lá nhỏ. Cây này cũng phơm, rất là đều. Một cốt phát thanh. Dạ, cây tổng chiều cao 1m25. 8.080. Khó khăn 30 cm, cây rất già cây nha quý cô chú anh chị. Đế này cũng chưa xịt, chưa khui luôn nha quý cô chú, giữ tàn. Đây Quỳnh Thân là 15.5, gần 16 luôn, chắc 15 thôi. Thân rất là sạch nha, phơm tàn ở trên rất là tròn. Rồi giá mã số luôn. Dạ cây mã số 32 là 80.000 một cây, cũng bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị ha. Rồi hàng này nặng phí à. Hàng này hàng khai thác nha quý chú, mấy cây đó là khai thác. Tiếp theo. Tiếp theo là mã số 33 là một cây đỏ lá nhỏ. Lên hoa quý chú. Cực kỳ. Cây tổng chiều cao là 1m05. Này tàn nón lỡ nha. Tán ngang là 70. Phồm nó lên hoa. Kẹo hết chân. Tổng bể ở đây 22. Cây này. Đó. Rồi giá luôn. Dạ cây mã 33 này con muốn xin giao lưu với cô chú anh chị là 450 ngàn một cây, cũng bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị luôn ha. Rồi. Tiếp theo mã số 34. Một cây trang vàng lá nhỏ. Dạ tiếp theo là mã 34 là một cây trang vàng lá nhỏ. Một cốt tàn tròn quý cô chú. Ở trên mụn trơn nha quý cô chú anh chị. Tàn cả luôn. Thì về chỉ cần vô tủ chơi thôi. Quá xa cái tàn luôn. Cây cao 1m3 đi không? Trên 1m3 tính 1m3. Tán ngang 1m đi. Cái form này quý chú nó đặt ha. Dạ, cây này khai thác ha. Dạ cây này khai thác ha. Khó khăn 25 thôi. Là nu luôn rồi. Quỳnh Thông 17 nè. Rồi, này cái đế dưới là đo hơn nha quý chú. Dạ. Này thân lắc nhẹ nha, ghế nó ra ở trên nè. Lắc gọng chữ C nha, cây này rất là duyên. Phôi, lô phôi là chung với cái mẫu này nha quý cô chú. Rồi giá luôn. Dạ cây mã số 34 này con cũng xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 800 ngàn một cây, cũng bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị toàn quốc luôn ha. Rồi 800 ngàn bao phí ship. Cây tràng vàng lá nhỏ quý cô chú. Rồi tiếp theo. Dạ cây là mã 35 là một cây hồng phấn lá chung mà. Cây hồng phấn lá chung. Hồng phấn siêu bông lá chung nha quý cô chú. Cây tổng chiều cao mét 6 đi anh ơi. Rồi. Tán ngang mét 1. Dòng này rất là sai hoa nha quý cô chú. Mỗi lần nó lên đợt hoa rồi là chịu không nổi luôn á. Sai cực kỳ luôn. Khó khăn là 45 cm. Cây này một cốt sạch. Một cốt ở đây gần 18 nè. Rồi. Cây này rễ nó ra, ra tới miệng bầu. Này về quý cô chú mình trồng vẽ xịt cái đế ha. Ở trên đây là cổ eo còn 15. Rồi. Có phong tán là bao mịn bao tròn cho quý cô chú anh chị luôn ha. Rồi, tàn tròn do ha. Dạ cây này cây khai thác. Rồi giá mã số 35 luôn. Dạ mã 35 này con xin giao lưu với quý cô chú anh chị là 2 triệu cũng bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị toàn quốc luôn ha. Rồi. Dạ cuối clip thì con cũng kính mong quý cô chú anh chị một ngày sức khỏe dồi dào, cùng vui vẻ và xem clip ủng hộ con cho em Thái được nhiều hơn nữa ha. Dạ con xin chào quý cô chú anh chị. Rồi. Cảm ơn quý cô chú đã đón theo dõi ha. Hẹn gặp lại quý cô chú vào clip tiếp theo nha.